Xin mến chào cả nhà đã quay trở lại với channel Càng Tây Dòng Ghiền nha. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại cầu Quằn Gạch Sỏi nha các bạn. Ở đây thì cũng gần sân bay của Gạch Sỏi luôn các bạn ơi. Thì hôm nay lại có một dịp mình cùng làm việc chung với dịch vụ mai táng của trại hòm Bửu Phước để đưa tiễn cụ ông 70 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì hôm qua thì mình cũng nhận được cuộc gọi từ phía gia đình, có nhờ đội kèn của anh em mình đến đây để phục vụ đưa linh cụ của cụ ông 70 tuổi về nơi đất nhà để an táng nha các bạn. Thì khoảng cách đưa thì cũng không xa lắm, từ cầu Quằn đưa về kinh 6 Mông Thọ thì cái khoảng cách này khoảng 4 km thôi các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ có một cái dịp để mình quay về cảnh làm việc của mấy anh em đạo tỳ của dịch vụ mai táng của trại hòm Bửu Phước cho các bạn xem, và đồng thời mình cũng quay cái hành trình đưa tang ở đây nó như thế nào, nó có gặp trở ngại hay khó khăn gì không, để cho các bạn xem, để góp ý để mà anh em mình có thể làm được tốt hơn. Rồi bây giờ là mời cả nhà cùng theo hành trình của anh em mình nha. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại sân bay của Gạch Sỏi, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay anh em mình nhận được một cái chiếc xô đó là gấp gáp từ phía gia đình gọi trong đêm, hình như là 11 giờ mấy. Anh em mình sáng nay cũng đến và phục vụ theo đúng cái yêu cầu của khách hàng. Bữa nay thì mình lại có một dịp cùng với dịch vụ mai táng của trại hòm Bửu Phước để đưa linh cụ của cụ ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Mình nghe nói là cái đoạn đường đưa từ đây cho đến nơi an nghỉ khoảng 4-5 cây các bạn, phải di chuyển bằng xe tải nha. Đây là cái không khí ở phía bên ngoài nhà táng. Túc ở trong cái hẻm trong trọng nha các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ vô trọng mình quay cho cả nhà xem nha. We'll be right back.
kẹt xe đâu. Đoạn đường đưa bữa nay cũng khá là xa nha các bạn, đưa về 6 Mông Thọ, nghe bảo là 5 cây. Và bây giờ hành trình được đang có anh em mình nha các bạn. Hiện tại thì đoàn đưa tang đã tới Kinh Sáu Mông Thọ. Ở đây là ngay nhà thờ. Chuẩn bị chuyển chiếc quan tài qua cái chiếc xe tải của đội kèn nha, rồi chở vô trong kia sang xe. Chưa biết là đi xa không nha các bạn. Lại bộ vô nha cả nhà. Phía xa xa thì xe chở quan tài cũng đã vô tới. Chút nữa sẽ đi qua cái chỗ này nè. Anh em đầu tì cũng khá là bạch chua nha. Rồi, đi đi.
Anh em mình về đúng không các anh?